Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Ăn chưa đã miệng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam lại vẽ tiếp dự án để lấy tiền thuế của dân Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân với kinh phí lên đến 2.696 tỷ Việt Nam đồng Tương đương với 116,2 triệu đô la Mỹ của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vừa được Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc rốt rắn thông qua. Báo Việt Nam Net hôm 5 tháng 9 nhấn mạnh dự án nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần phục vụ hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc giải ngân khoản tiền thuế dần được Vietnamnet diễn giải là sử dụng đúng mục đích hiệu quả, tiết kiệm minh bạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng ngừa thất thoát và lãng phí. Thủ tướng Klmơv Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận giao bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an Việt Nam rót tiền cho dự án được triển khai từ nay đến năm 2022. Không hề thấy các báo nhà nước tường thuật việc dự án nêu trên có được phản biện, đánh giá hiệu quả, mức phân bổ ngân sách hợp lý cũng như hiệu quả của những lần thay chứng minh nhân dân trước đây. Liên quan đến dự án này thì hệ thống truyền thông nhà nước được chỉ thị đăng liên tiếp nhiều bài tuyên truyền về tính ưu việt của thẻ căn cước công dân gắn chip hay vì mã thay vì mã vạch như hiện nay. Và vì vậy thì chiến dịch truyền thông rầm rộ này cũng không làm cho công luận bớt hoài nghi về chuyện Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cố tình vẽ dự án tốn kém trăm triệu đô la từ ngân sách để tăng cường việc kiểm soát người dân. Trong lúc đó thì đợt đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân có mã vạch mới thực hiện hồi năm 2016. Và điều ấy âm là đến năm 2020 khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thì ở Việt Nam sẽ tồn tại đồng thời 4 mẫu căn cước đều có giá trị sử dụng gồm chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số và căn cước công dân có mã vạch và căn cước công dân gắn chip. Báo tuổi trẻ hồi đầu tháng 8 năm 2020 ghi nhận không chỉ người dân bất ngờ cán bộ thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cũng gặp lúng túng khi vừa mới triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ. Tại Sài Gòn từ tháng 7 và số người dân đi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tăng lên. Này chấp hành chủ trương mới thì gặp khó khăn với kế hoạch vừa triển khai. Thưa quý vị và các bạn có lẽ biết rằng không cơ quan truyền thông, truyền thông, truyền hình cũng như báo đài nào của nhà nước được phép phản ánh về dự án của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Báo tuổi trẻ dè dặt đưa ra lời khuyên rằng chứng minh nhân dân nếu vẫn còn hạn sử dụng thì cứ dùng tiếp. Còn trường hợp cần cấp căn cước công dân để đi lại, đi học, giao dịch mới cần đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip. Lên tiếng trên báo điện tử Pháp luật Plus, của Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam thì ông Nguyễn Ái Việt, cựu viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết việc gắn chip lên thẻ căn cước công dân về nguyên tắc thì có thể định vị được nếu người thiết kế muốn. Vì thế mà việc người dân băn khoăn lo lắng là có cơ sở và nếu cần phải gắn chip lên thẻ căn cước công dân thì nhà chức trách cần công bố công khai, đồng thời phải nêu rõ là việc quản lý sử dụng chip để làm gì và việc thu thập thông tin không có lý do gì chính đáng và là vi phạm quyền riêng tư. Và điều quan trọng là dữ liệu trong từng chip sẽ được quản lý và sử dụng như thế nào. Hiến pháp có nêu về quyền công dân, quyền riêng tư của con người và được bảo vệ, không ai được xâm phạm những bí mật cá nhân trừ khi người đó là nghi can hoặc là kẻ phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an quyết tâm bỏ sổ khẩu vào năm 2021. Lo không kịp chuyển đổi nếu bỏ sổ hộ khẩu ngay và các đại biểu quốc hội muốn kéo dài lộ trình đến năm 2022, song Bộ Công an cam kết tiến độ thực hiện sẽ hoàn thành trong năm 2021. Chiều ngày 4 tháng 9, nội dung về việc bỏ sổ hộ khẩu khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2021 được thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách Việc bỏ sổ hộ khẩu vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên chưa chốt được tiến độ cuối cùng. Bỏ ngay sổ hộ khẩu sẽ gây khó khăn cho người dân. Theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng thì đa số ý kiến tán thành việc thay đổi phương thức quản lý cư trú mới Tuy nhiên thì cũng có ý kiến băn khoăn về thời điểm có hiệu lực thi hành của luật từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 vì cho rằng không đủ thời gian để bảo đảm các cơ sở dữ liệu liên quan và vận hành ngay được trên thực tế. Vì vậy mà Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là có quy định chuyển đổi, theo đó thì kể từ luật này có thực có hiệu lực thi hành và sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết 31 tháng 12 năm 2022. Thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu và cư trú là thông tin gốc. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Phương án 2 là giữ như nội dung chính phủ đã trình quốc hội tại kỳ họp thứ 9, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn còn nguyên hiệu lực pháp luật. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không có giá trị sử dụng trong các giao dịch quan hệ pháp luật được xác lập mới kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung nghiêng về phương án thứ nhất đó là theo bà theo quy định chuyển tiếp như vậy thì tạo thuận tiện cho người dân đảm bảo tính khả thi của luật đặc biệt là việc duy trì sổ khẩu không ảnh hưởng đến phương thức quản lý mới mà chỉ đồng hành trong thời gian nhất định Đồng tình đại biểu Phạm Văn Hòa ở tỉnh Đồng Tháp đánh giá đây là việc hết sức hệ trọng và trong thời gian này thì ông cho rằng lưu hành song song việc có sự ổ khẩu đến cuối Tháng 12 năm 2022 là phù hợp. Và nếu bỏ ngay e rằng sẽ khó khăn cho người dân trong quan hệ dân sự với cơ quan nhà nước công quyền. Họ không nắm được mà đòi hỏi xác nhận thì sẽ phiền hà. Ông Hoàn nêu quan điểm. Cuối năm 2020 toàn bộ công dân Việt Nam sẽ có mã vạch định danh. Ở phía cơ quan chủ trì soạn thảo luật. Thứ trưởng Bộ... Công an Nguyễn Duy Ngọc lại có ý kiến khác, ông Ngọc đề nghị chỉ nên quy định một phương án như nội dung do chính phủ trình Quốc hội là sẽ bỏ sổ hộ khẩu khi luật cư trú sửa đổi chính thức có hiệu lực, không có quy định chuyển tiếp là được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ đưa vào vận hành chính thức cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 và áp dụng và đáp ứng được yêu cầu quản lý cư trú đối với công dân. Cung cấp thêm thông tin liên quan đến tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp mã số định danh cá nhân để các đại biểu yên tâm. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết là dự án đã được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó thì xác định thời gian thực hiện dự án là đến năm 2021. Bộ Công an khẳng định là sẽ đưa vào vận hành chính thức cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1 tháng 7 năm 2021 và đáp ứng được yêu cầu quản lý cư trú đối với công dân. Về lập số định danh cá nhân thì Bộ Công an dự kiến đến tháng 12 năm 2020 việc xác lập định danh cá nhân cho toàn bộ công dân Việt Nam sẽ hoàn thành. Hiện nay thì Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Dự án này sẽ được triển khai đồng bộ song hành cùng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dự kiến vận hành đầu năm 2021, 63 tỉnh thành phố được trực thuộc về trung ương sẽ trên toàn quốc sẽ được thực hiện cấp thẻ căn cước công dân. Ông Ngọc Thông tin Trước đó thì tại phiên họp thứ 47 của Ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật cư trú sửa đổi Ủy ban pháp luật đề nghị chỉnh lý quy định về việc bỏ sổ khẩu theo đó thì kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành thì sổ khẩu sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết 31 tháng 12 năm 2025 Sông đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an thì cho rằng nếu như giữ sổ hộ khẩu đến năm 2025 là thể hiện quyết tâm không cao. Bộ trưởng Công an nhắc đến nhiều văn bản chỉ đạo cho thấy là quyết tâm của chính phủ trong hoàn thành cơ sở dữ liệu và dân cư khẳng định Bộ Công an đã tính kỹ bước đi lộ trình đến 1 tháng 7 năm 2021 là có thể bỏ sổ hộ khẩu. Vì thế không có căn cứ gì để kéo dài việc giữ hộ khẩu đến năm 2025. Các nước tiên tiến trên thế giới thì người ta không sử dụng sổ hộ khẩu mà chỉ sử dụng một ID card. Khi ID card này người ta đưa vào máy quét thì toàn bộ những gì nhận dạng về công dân này được hiển thị rất đầy đủ. Tên tuổi, nghề nghiệp, có bao nhiêu căn nhà, có bao nhiêu chiếc xe và hiện đang sinh sống ở đâu tất cả đều hiển thị trên màn hình máy computer chỉ qua một lần quét và như vậy thì Việt Nam nếu như muốn bỏ sổ hộ khẩu mà cấp căn cước công dân có chip hoặc là mã vạch định danh thì tất cả mọi nơi từ ngân hàng, ủy ban xã phường tất cả mọi nơi mà liên quan đến phải sử dụng chứng minh nhân dân thì cần phải có máy quét và như vậy thì nhà nước sẽ phải bỏ ra một số vốn rất là khủng khiếp để đầu tư những loại máy móc này và cảnh sát thì chỉ cần một chiếc điện thoại và có app của bộ công an tức là một à, phần mềm quét của bộ công an thì có thể quét cầm chứng minh nhân dân của người đó có mã định danh và quét qua thì ở trên điện thoại của công an hiện lên đầy đủ những thông tin về người này và như thế thì quản lý con người rất là đơn giản và việc bỏ hộ khẩu là một điều cần thiết và theo như công nghệ 4.0 và chuẩn bị bước đến công nghệ 5.0 thì vấn đề sổ hộ khẩu đó là quá cũ và quá lạc hậu việc thay đổi chứng minh nhân dân uh, theo mã định danh giống như các nước tiên tiến trên thế giới là một điều cực kỳ cần thiết chỉ cần một chứng minh nhân dân thì người dân có thể được phép mua nhà mua xe ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa thừa nhận là Formosa được xả thải một cách thoải mái. Trong một hành động hiếm hoi thì ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng dự án Formosa có nguồn thải lớn nhưng lại không được đánh giá tác động môi trường sơ bộ trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Báo Thanh niên dẫn lời của ông Hà giải thích rằng Formosa là dự án cấp tỉnh phê duyệt và có quy mô đầu tư tư nhân nên chính phủ quốc hội không phê duyệt chủ trương đầu tư và cũng không tính toán đánh giá tác động môi trường sơ bộ. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh được cho là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết ở bốn tỉnh miền Trung hồi năm 2016 khiến cho hàng triệu gia đình mất kế sinh nhai. Trong một diễn biến khác thì tờ pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho hay là Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi miễn thuế nhập cảng đối với dự án Phomosa Hà Tĩnh và đã được thường trực chính phủ đồng ý phương án miễn thuế cho nhà máy này và đã được triển khai từ năm 2010. Báo cáo này cho rằng việc dừng ưu đãi thuế đối với dự án Phomosa sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư dẫn đến khiếu kiện của doanh nghiệp. Việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quyết định tiếp tục chính sách miễn thuế cho Formosa Hà Tĩnh khiến cho công luận bất bình. Kể từ khi đầu tư vào Việt Nam thì Formosa Hà Tĩnh đã và đang được nhận những ưu đãi lớn về thuê đất, thuế, thu nhập doanh nghiệp lẫn thu nhập cá nhân, trong lúc lại gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất. Đáng lưu ý là theo trang điện tử nhịp sống kinh tế hôm 1 tháng 9, Formosa Hà Tĩnh báo lỗ lũy kế là hơn 1 tỷ đô la Mỹ sau 2 năm đi vào hoạt động. Trang tin này cho biết thêm là những tháng đầu năm 2020 sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phôi thép, thép thành phẩm của Formosa giảm mạnh do hiện nay giá thép thành phẩm liên tục giảm trong lúc giá nguyên liệu thì tiếp tục tăng cao. Cũng cần nói thêm rằng không chỉ lên tiếng bao biện cho Phu Mô Sa, Bộ trưởng Hà từng khiến cho người dân phẫn nộ vì kiểu chấn an trước các thảm họa môi trường như trong vụ cháy rừng Xin lỗi các bạn, trong vụ cháy nhà máy dạng đông hồi cuối tháng 8 năm 2019 và trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 thải ra hàng triệu tấn cho xỉ mỗi năm gây nguy hại cho môi trường và sức khỏe của người dân. Một trong những vết nhơ của người đứng đầu Bộ Tài nguyên Môi trường Cộng sản Việt Nam là hồi tháng 8 năm 2016, trong lúc công luận tức giận tột độ về thảm họa cá chết thì ông Hà cho các báo nhà nước đồng loạt đăng ảnh cho thấy ông và bộ sậu đang tắm biển ở cửa Việt và ăn hải sản ở Quảng Trị để chứng thực rằng nước biển miền Trung đã đạt chuẩn và ăn cá thì không nguy hại gì đến tính mạng. Đến nay thì báo cáo đánh giá tác động môi trường được cho là khái niệm nhạy cảm trên báo đảng. Trong vụ gần đây nhất, hồi tháng 7, công luận phản đối cây gắt dự án xây khu đô thị lấn biển Cần Giờ thuộc tập đoàn Vingroup với quy mô 2.870 ha. Nhiều blogger thuộc giới hoạt động môi trường lên tiếng đòi công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này nhưng không được đáp ứng. Thậm chí thì những người này còn bị báo đảng quy chụp là bị thế lực thù địch, kích động. Thời điểm đó thì theo báo Dinh, Tổng cục Môi trường tuyên bố rằng đánh giá tác động môi trường của dự án lấn biển Cần Giờ theo đúng quy định và kết luận dự án này tác động không đáng kể đối với rừng ngập mặn. Thưa quý vị và các bạn, Phó Công an xã ở Nam Định vô cớ bắn nam sinh bị thương. Để thị uy thì ông phó trưởng công an xã Hoàng Nam huyện Nghĩa Hưng đã vô cớ bắn người bị thương nhưng chối tội do súng bắn đạn cao su cướp cò. Báo Thanh Niên trưa ngày 5 tháng 9 năm 2020, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết đã nhận được thông tin về việc Vũ Anh Đức, Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng dùng súng bắn bị thương một nam sinh lớp 12. Công an tỉnh đã giao cho công an huyện Nghĩ Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ sự việc, yêu cầu ông Vũ Anh Đức viết báo cáo tường trình, lấy lời khai của các nhân chứng và đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành điều tra. Ông Long cho biết. Tin cho biết khoảng 8 giờ 15 phút tối 4 tháng 9, em Ngô Thế Phòng 17 tuổi đang là học sinh lớp 12 cùng với nhóm bạn tụ tập ở khu vực cầu nối Sa Hạ, xã Hoàng Nam, Hóng Mát, thì đúng lúc này ông Đức đi kiểm tra địa bàn thấy nhóm thanh niên tụ tập đã dừng xe gắn máy tra hỏi và yêu cầu giải tán vì trước đó đã từng xảy ra nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự. Bị tra hỏi em phòng tỏ ra bất bình không chịu về thì bị ông Đức hăm dọa và rồi xảy ra cự cãi. Tuy nhiên thì theo tường trình của ông Đức trong lúc cãi vã thì ông đã rút súng bắn đạn cao su ra nhằm thị uy yêu cầu nhóm thanh niên giải tán nhưng lúc đang cầm súng thì bị cướp cò. Viên đạn bắn thủng vai em phòng khiến cho nam sinh ngã xuống. Sau khi bị trúng đạn thì em phòng được công an huyện Nghĩa Hưng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Kết quả từ bệnh viện cho thấy thì vết thương rộng khoảng 2 cm ở phần mềm vai, như vậy mà không gây thương tích nặng. Tại hiện trường thì cơ quan hữu trách còn thu được một viên đạn cao su bị rơi ra khỏi súng của ông Đức. Theo báo tiền phòng thì khoảng 9 giờ tối cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện video clip thông tin về sự việc trên kèm theo hình ảnh rất đông người dân địa phương kéo đến ủy ban nhân dân xã Hoàng Nam gây áp lực phản đối, yêu cầu chính quyền làm rõ việc trưởng công an xã đã vô cớ rút súng bắn người vô tội. Để xoa dịu người dân và công luận lãnh đạo xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định hứa sẽ giải quyết thỏa đáng. Tôi đã yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Công an huyện phải nhanh chóng làm rõ thông tin với người dân và nếu đúng có sự việc trên phải xử lý nghiêm. Ông Trần Văn Dương, Chủ tịch huyện Nghĩa Hưng nói với báo Tiền Phong sáng 5 tháng 9 năm 2020. Trong khi đó thì nói với báo Dinh thì một lãnh đạo công an tỉnh Nam Định lại bao che rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một người đã có hành vi chống đối nên cán bộ công an xã đã dùng súng cao su để bắn thị uy. Việc bắn thị uy không may làm cho người chống đối bị thương và chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, sư thích thiện chiếu bị đình chỉ về vụ vất hơn 700 hũ cho cốt. Hòa thượng Thích Thiện Chiếu chủ trì chùa Kỳ Quang Hai đã bị đình chỉ sau khi phiên họp bất thường của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Sài Gòn. Truyền thông trong nước cho hay là người được cử thay thế là Hòa thượng Thích Quang Thạch sẽ điều hành mọi hoạt động tu học tín ngưỡng chùa và xã hội tại chùa Kỳ Quang Hai kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2020. Quyết định này được cho là chịu áp lực của công luận vẫn chưa thôi bất bình, dù vị hòa thượng đã mau chóng nhận trách nhiệm và hứa khắc phục về vụ vất hơn 700 hũ cho cốt gửi ở chùa vào góc khuất. Vụ này bị một Facebooker là Phật tử tố giác trên mạng xã hội vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Chùa Kỳ Quang 2 tọa lạc ở địa chỉ 154 trên 4A Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, được biết đến là nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em khuyết tật mồ côi bị bỏ rơi, nơi là là nơi tiếp nhận thường xuyên hiện kim từ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Báo giác ngộ tường thuật là trưởng lão hòa thượng thích trí quảng nhận định sự việc xảy ra ở chùa kỳ quang hai khiến cho dư luận quan tâm lo lắng và bức xúc là lỗi của trụ trì thích thiện chiếu người có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của chùa trước giáo hội, pháp luật và người dân có tín ngưỡng. Tại cuộc họp báo thì Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu được ghi nhận là tác bạch nhận lỗi, bày tỏ sám hối và hứa sẽ tuân thủ các quyết định của Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng nhân vụ này thì trưởng lão Thích Trí Quảng cũng yêu cầu kiểm tra việc gửi cho cốt người đã khuất ở tất cả các chùa tại Sài Gòn để cho ban hành khuyến nghị chung. Liên quan đến vụ vất hải cốt thì công luận bày tỏ sự không hài lòng về giải pháp xét nghiệm DNA mà Hòa Thượng thích thiện chiếu nêu để xác định danh tính người đã khuất trên và những cho cốt bị rớt mất tên. Việc này theo giới chuyên gia là hoàn toàn bất khả thi. Báo dinh dẫn lời của ông Hoàng Hà, giám đốc trung tâm giám định DNA thì thuộc Viện Nghiên cứu sinh học nói ở nhiệt độ cao cấu trúc DNA sẽ bị gãy hoặc thậm chí là phân hủy hoàn toàn. Thi thể bị hóa cho hoàn toàn thì rất khó để tách chiết để giám định. Tỷ lệ thành công thấp và khả năng làm được chỉ khoảng 20 đến 30%. Liên quan đến việc gia đình phải mất nhiều lượng vàng hàng chục triệu đồng để gửi cho cốt, bài vị của người thân. Theo báo dân trí thì Đại Đức thích Quang Thành ở chùa Kỳ Quang Hai xác định đây là thỏa thuận chôn cất giữa Hòa thượng Thích Thiện Chiếu với gia đình trước khi khu nghĩa trang trong khuôn viên chùa được cải táng. Hòa thượng Thích Thiện Chiếu được ghi nhận là một trong những vị sư quốc danh tiêu biểu ở Việt Nam. Trước khi sự việc xảy ra thì các báo đảng thường xuyên đăng bài ca ngợi ông là vị sư có tấm lòng vĩ đại, cưu mang hơn 200 trẻ khuyết tật mồ côi tại Sài Gòn. Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hồi năm 2010, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu được trao tặng huân chương lao động hạng ba vì có nhiều thành tích trong công tác từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là 7 tháng 9, Tòa án Cộng sản Việt Nam đưa ra xét xử 29 người bị cáo buộc tội giết người và chống thích người thi hành công vụ tại Đồng Tâm. Hai người con và hai người cháu của ông Lê Đình Kình đối diện với án tử hình. Hai người con và một người cháu của ông Lê Đình Kình bị đưa tên trên báo chí của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khó tránh khỏi bị áp đặt tội giết người chống người thi hành công vụ. Và hôm Chủ nhật 6 tháng 9, nhiều báo tuyên truyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đăng lại bản tin của Thông tấn xã Việt Nam phỏng vấn tướng Công an Tô Ân Sô trao đổi phóng viên về nguyên nhân diễn biến vụ việc quá trình bảo vệ an ninh trật tự lực lượng chức năng và những vấn đề rút ra từ vụ án ở xã Đồng Tâm. Cuộc phỏng vấn được đăng tải một ngày trước phiên tòa diễn ra tại Hà Nội, xử những người dân Đồng Tâm dự trù vào sáng hôm nay 7 tháng 9 trong vòng 10 ngày và vụ án liên quan đến vụ Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công vào đêm 9 tháng riêng, dứt điểm chống đối cưỡng chế đất cánh đồng sân và vụ án đàn áp đẫm máu làm cho ba sĩ quan công an cảnh sát cơ động chết cháy dưới hố và ông Lê Đình Kình thủ lãnh của cuộc đấu tranh giữ đất bị bắn chết với rất nhiều vết đạn trên người nhà cầm quyền ngay đêm đó và các ngày sau đó đã bắt khoảng 40 người sau cùng khởi tố 29 người trong đó có 25 người quy chụp tội danh giết người và 4 người bị vu cho tội chống người thi hành công vụ Phần lớn những người bị đưa ra tòa là con hoặc cháu họ hàng của ông Lê Đình Kinh, một họ lớn ở xã Đồng Tâm. Luật hình sự Cộng sản Việt Nam quy chụp tội danh giết người bị kết án ít nhất là 12 năm tù và nặng nhất là tử hình. Nếu bị vu cho tội chống người thi hành công vụ thì bản án sẽ là từ 2 đến 7 năm tù. Theo điều 123 luật tố tụng hình sự Cộng sản Việt Nam khi bị vu cho tội giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân và có tổ chức nhất là lại liên quan đến cái chết của công an. Chế độ Hà Nội thường trả thù với bản án rất nặng như những vụ án từng xử trước đây. Chuẩn bị dư luận trước phiên tòa thì quần máy tuyên truyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn được sử dụng làm cái loa đấu tố kể tội các nạn nhân nhiều khi bịa đặt những điều hoàn toàn không có nhằm biện minh cho các bản án đã được những kẻ cầm đầu chế độ quyết định sẵn nên gọi là án bỏ túi. Trong cuộc phỏng vấn cò mồi của Thông tấn xã Việt Nam ngày Chủ nhật 6 tháng 9 năm 2020, tướng Tô Ân Sâu kể lại diễn tiến đêm 9 tháng riêng năm 2020 tại xã Đồng Tâm là khi biết lực lượng chức năng triển khai các tổ công tác tại xã Đồng Tâm, các đối tượng trong tổ Đồng Thuận đã rất manh động, chúng dùng bom xăng, pháo sáng, lựu đạn ném ba quả lựu đạn, một quả nổ, hai quả không nổ, tiếp sắt đầu gắn dao nhọn, gạch đá tấn công quyết liệt vào lực lượng chức năng và sau đó thì rút về cố thủ tại nhà ông Lê Đình Kinh, Lê Đình Chức và nóc nhà của Lê Đình Hợi. Khi thấy Ba đồng chí công an bị ngã từ máy nhà trong quá trình tiếp cận nhà cụ Lê Đình Kinh thì Lê Đình Doanh châm lửa vào chậu xăng đẩy xuống nơi ba đồng chí công an đã bị ngã xuống và tiếp đó thì Lê Đình Trước liên tiếp đổ 3 đến 5 chậu xăng xuống và dẫn đến thì ba chiến sĩ công an đã hy sinh. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng nếu như các bạn đang cầm một chậu xăng đổ vào đống lửa thì các bạn có bị cháy hay không? Lê Đình Chức là con trai của cụ Lê Đình Kình và Lê Đình Doanh là cháu nội. Mấy tháng trước, các báo trong nước đã lập đi lập lại tội giết người của Lê Đình Chức và Lê Đình Doanh theo đúng bản bài bản chuẩn bị cho dư luận. Tờ Người Lao Động ngày 25 tháng 8 kể lúc đó thì Chức bảo Doanh đổ xăng từ can ra chậu để cho đối tượng đổ súng hố nơi các cán bộ chiến sĩ. Thịnh, Huy và Quân rơi xuống và châm lửa đốt. hậu quả là cả ba cán bộ chiến sĩ công an này tử vong và do ngạt khí vì bị thiêu cháy. Trước đó nữa là tờ Vietnamnet ngày 14 tháng 6 còn kể Lâm ly hơn mà khi các anh Thịnh, Huy, Quân, các sĩ quan công an cảnh sát cơ động di chuyển qua cửa sổ nhà hợi để sang máy nhà chức thì bị chức dùng tiếp sắt gắn dao nhọn phóng lợn chọc. Từ trên xuống, cùng lúc thì các đối tượng khác ném bom xăng gạch đá từ mái nhà của cụ Kinh khiến cho các anh rơi xuống hố sâu 4 m nằm giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức. Lê Đình Doanh sinh năm 1988 đặt chậu xăng lên bờ tường nóc tum của nhà Lê Đình Chức sát tường Lê Đình Hợi châm lửa cho bùng cháy, rồi cháy lớn rồi dùng chân đẩy mạnh chậu xăng rơi xuống hố. Khi thấy lửa chuẩn bị tắt thì chức cầm can xăng đổ nhiều lần xuống hố và làm cho lửa bùng cháy. Vừa tổ chức vừa nói cho chết mày, cho chết chúng mày đi và quay sang nói với tiến mạng. Tao đổ xăng chết ba đứa rồi, hậu quả các anh thịnh huy quân tử vong. Ngày 14 tháng riêng Tờ nhân dân trí thì thuật lại vụ việc đêm 9 tháng riêng kèm theo video clip có lời khai của Lê Đình Công, con trai của cụ Lê Đình Kinh. Là lúc đầu chúng tôi ném đá, sau đó thì ném bom xăng. Các lực lượng chức năng kêu gọi chúng tôi đầu hàng, nhưng chúng tôi không đầu hàng và vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng. Tất cả những chi tiết kể trên đều là những thông tin tuyên truyền của chế độ Cộng sản Việt Nam. Không có một nguồn tin độc lập nào có người có mặt tại chỗ để kiểm chứng. Hơn 30 luật sư sẽ tham dự biện hộ cho 29 người dân xã Đồng Tâm mà không mấy ai tin họ sẽ được xét xử công bằng khi mà chế độ nhất định cướp đất của dân bằng bất cứ giá nào. Các luật sư và nhiều lần tố cáo họ không được tiếp xúc với thân chủ cũng như bị cản trở tiếp cận hồ sơ của vụ án cụ bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kinh từng làm đơn tố cáo công an giết người cướp tài sản khi tấn công xã Đồng Tâm. Dân Đồng Tâm là nạn nhân của vụ cướp và giết người. Thủ phạm là nhà cầm quyền thì bị biến thành thủ phạm của vụ chống đối để bị áp đặt các bản án bất công với nặng nhất và đến tử hình. Vụ đàn áp đêm 9 tháng riêng năm 2020 làm rúng động dư luận trong và ngoài nước. Nhà văn Nguyên Ngọc phải kêu lên là một tội ác trời không dung đất không tha. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên Bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.